Rồi anh chào ơi, mình cho anh em biết địa chỉ mình đây đâu xin luôn ha chào chào. bà con cô bác gần xa. Dạ hôm nay em có giao lưu một đám mai 3.000 gốc. Rồi địa chỉ ở đâu anh? Ở cầu Gia Miện. Địa chỉ mình là ở cầu Gia Miện anh. Cầu Gia Miện tới cầu Gia Miện đi, có gì điện đi điện thoại em đi em ra em đón. Rồi bây giờ là mình chia với anh em là bao nhiêu loại ha anh vào? Ba loại anh. Ba loại rồi. Dạ. Cái loại một sao anh? Cái loại một hoành từ 17 tới 22, 23. Rồi. Em giá bán giá 450. Rồi. Loại 2 thì từ 16 đổ xuống tới 15 làm giá bán giá 350. Rồi. Rồi. Rồi xuống nữa thì em bán giá 250. Là hoành khoảng nhiêu anh? Hoành 11, 12. Rồi 11, 12 anh. Dạ. Rồi 11, 12 là giá nhiêu, nhắc lại cái nữa anh? Là 250. 250. Rồi hình thức mình hỗ trợ anh em là cái gì anh? Hỗ trợ anh em ra xe anh ơi, ra tới xe ơi. Là mình bứng cho anh em ra tới xe ha. Bứng ngon lành cho anh em ra tới xe thôi. Rồi anh em nào mua người ta cho gửi tới thời hạn cuối cùng là bao nhiêu hả anh? Để anh em biết luôn anh. Tới Tết anh. Tới Tết là hai mấy hay sao anh? Dạ tới hai mấy Tết hoặc tới lối tháng Giêng cũng được. Rồi, vậy thời gian cũng gửi cho anh em hả anh? Dạ. Vào. Mà điều đó mai này ngộ lắm nha mấy anh em. Ở dưới nó đế cũ vậy nè. Ngày xưa là làm đế hay sao anh? Hồi xưa làm đế sẵn trồng ngô anh ơi. Tất cả mình đây là dãy thuốc đất toàn bộ hết phải không anh chồng? Hết. Là mình trồng lô này được nhiêu năm rồi anh? Lô mai này được 3 năm rưỡi rồi anh. Rồi tiếp tục nè anh em. Đây mình sẽ quay cho anh em cây loại một cho anh em. Cây này chiều cao trung bình nó nhiêu hết anh vào? Chiều cao nó 1,5 m anh. Còn tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang nó 1,4 m anh. Rồi đâu anh ôm thử cái bộ tàn cho anh em xem luôn anh vào ơi. Dữ lắm cả nhà ơi. Rồi bắt đầu mình xuống mình quay cho anh em phía dưới anh em. Đúng rồi. Đây. Ở dưới đây nó ngộ lắm anh em ơi. Nó lết hả anh? Nó lết, nó bò, nó ngỏng gì cũng có hết trơn. Đế ghê lắm. Rồi anh em xuống cho môi đế coi chơi không anh? Cây này 21 là có thoải mái. Thoải mái bình thường anh. Coi thoải mái. Đây nè anh em, xương tàn phía bên trong nè anh em. Mình xuống thì nói chung anh hỗ trợ cho anh em môi đế này kia thoải mái rồi mình cứ lựa anh em ơi. Mình thích lúc nào mình lựa lúc đó. Mình mua khoảng bao nhiêu gốc mình mới giao lưu được hả anh vào? Từ 50 gốc, 20-30 gốc. 100 gốc cũng được, mua sao cũng được hết. Cái này thí dụ giờ em mua em để tới Tết mình có hỗ trợ mình làm nụ làm nút gì cho anh em không anh vào? Có luôn anh. Có luôn ha. Dạ. Như cái cây này là loại mấy anh vào? Cái này hả? Dạ. Cái này loại 2 anh. Loại 2. Ừ. Rồi mình quay cho anh em một vòng nha. Xương tàn anh em, bắt từ dưới lên trên. Cây bắt đều đẹp lắm nha anh em. Nút nụ dữ lắm anh em ơi. Rồi phía dưới mình sẽ quay cho anh em vòng phía dưới anh em. Có mồi để nè, nguyên cũ nè. Rồi đâu mình đo thử hoành đi anh vào. Cây nào cũng như nhau hết anh em ơi, nói chung là cây nào cũng lết hết á. Rồi cái này nó 15. Cái này là ngày xưa mình quấn đế hay sao anh quấn vào? Đế sẵn à. Quấn đi sẵn hết anh em ơi. Đây là cái loại 2 nha, cái loại 2 là mình giao lưu giá sao anh? Giao lưu giá 350. 350. Rồi bây giờ ví dụ giờ một clip về là nó bao nhiêu gốc vậy anh vào? Một clip về nó 250 gốc. 250 gốc. Dạ. Rồi giờ mình muốn dụ mình muốn mua solo hết clip là giá sao anh? Solo hết một gốc vậy, một clip vậy là giá bán giá 350 anh ơi, tại mai này nó đều ha. Lắm anh ơi. Dạ đều ha. Dạ đều lắm cả nhà ơi. Cái loại một nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm vậy anh vào? Cái loại một nó chiếm chắc cỡ 70% á. 70% ha. Rồi mình vô đây mình quay cho anh em xem gốc tàn không, nói chung là nó đều từ trước ra đằng sau anh em ơi. Đây nguyên cây tàn không, tàn rất là đẹp anh em. Anh vào đứng nhẹ vô thôi coi thử anh vào. Đây nè anh em, anh đứng vô cho anh em tham khảo nha. Rồi mình sẽ quay cho anh em một vòng qua, cây này đẹp nè anh em. Một cốt mà thẳng đều hết nè, anh em thấy nè. Xương tàn bên trong bắt về anh em đâu có đường nào để mà chê nữa nè. Khích kịch anh em. Rồi phía dưới nè anh em. Ở dưới này là mình chưa mấy cái này chưa môi đế hả anh? Chưa khai thác đế, có một số ở đây có khai thác anh ạ. Rồi cái cây này là loại mấy anh vào? Cái này hả? Dạ. Cái này loại 3 anh ơi. Loại 3 ha, rồi để mình sẽ quay cho anh em xem cái cục đế dưới đây nè. Nè anh em. Cái này nó nằm là như con chó vậy mấy anh em ơi. Cái này hình như là chưa môi không anh vào? Chưa có môi. Mà rễ nó quấn đều thân ăn xuống không à, để rễ quấu không à. Đây là cái lộ 3 nha anh em, nó thuộc về lộ 3. Nút nụ thì cũng khá là nhiều nè, cận nè. Cái này anh em nào mình xem mà mình muốn mua số lượng á, mình mua mình bán Tết này kia mình xuống vườn mình coi chi tiết nó dễ nè. Thứ hai nè. Còn anh em mình mua mình nuôi lại á thì anh em nên lựa những gốc có đế nè anh em. Ảnh có hỗ trợ cho anh em môi đế thoải mái mà. Lúc đó mình xuống đây mình thích cái nào mình lựa cái đó cho dễ. Rồi mình sẽ quay cho anh em thêm vài gốc loại một đó anh em xem cho nó kỹ nha. Rồi tiếp tục mình quay cho anh em tham khảo cái loại 3 nha anh em. Mình sẽ quay cho anh em một vòng qua. Cây này anh em coi cái loại 3, cái loại 3 nhắc giá cái anh vào. Để anh em vô sao người ta không biết. Loại 3 250 anh ơi. 250 nè anh em. Cũng để cái tay thử vào. Đây là nguyên cái cục khối đặc luôn nha anh em. Để em đo cho mấy anh em coi. Dạ. Nút nụ nè anh em ơi.
rất là nhiều nha. 37 á mấy anh em ơi. 37 là cái cũ nha anh. Cái cũ á. Chứ anh nói 37 hoành là bán chết luôn. 37 là cái cũ á mấy anh. Rồi, hoành nhiêu anh? Hoành nó 12 anh ơi. 12 hoành. Anh em mua anh em lựa những cây này anh em. Đúng, nó có củ đế hết. Đây là loại 3 nha anh em. Loại 3 này là mình bán bao nhiêu gốc mới bán được anh vào? 5 10 gốc, 5 gốc, 50 gốc gì nói chung là xuống tới vườn là mua nhiêu cũng bán hết trơn á. Rồi, quá dễ dàng anh em ơi. Anh em nào mua số lượng ít thì cũng được. Đa số mấy vườn kia thì bán rơi khoảng tầm 50 gốc có 100 gốc nha anh em. Còn này ảnh khá là dễ, 10 gốc 20 gốc thì vẫn giao lưu với anh em. Rồi, tiếp theo mình sẽ quay cho anh em vài gốc loại 1 nha anh em. Đây là cái cây hụt dạng loại 1 anh em, tàn bung đều đẹp nha anh em. Đây nút rồi mình quay cho anh em xem mấy cận nha. Nút anh em. Xương tàn anh lắc nhẹ cái tàu tàn cái anh em vào. Xương tàn khích lắm nha anh em. Rồi phía dưới mình sẽ quay cho anh em, đa số cái này là ảnh bán là có đế hết anh em ơi. Đây, cái củ nó vậy nè. Cây nào cũng có củ hết nha anh em. Anh em mua cái loại lớn á, loại 1 thì nó có củ bự anh em. Mình đo thử thông số luôn ha anh vào. Đo cái củ trước đi anh. Nhiêu anh? 36 kìa. 36 cái củ rồi, cái hoành luôn anh vào ơi. Xương tàn thì một cốt đi lên. Chi cành bắt rất kỳ kỳ đẹp luôn nha anh em. Hoành nó 18. 18. Rồi. Để mình quay cho anh em một vòng qua nha. Đây là loại 1 anh em. Rồi tiếp theo bên đây cũng là cây loại 1 đúng không anh vào? Cây loại 1 mà để mô cho cả mấy anh rồi. Em coi nè. Nè, sẵn đây anh mô luôn cho anh em. Đây sát bên đây em mô cho coi nè. Cái này là mới môi. Dạ. Mấy kia mô sẵn, mấy này mới môi. Cái củ đế ở dưới làm như củ sắn vậy cả nhà ơi, một đống luôn á. Đây nè anh em. Nè, dữ lắm. Mô thử cho anh em xem. Đó, đây. Cái này như 100% có đế hết luôn hả anh vợ? 100%. Rồi anh em cứ yên tâm, mình để cái tay cho anh em hình dung được cái cây luôn hả anh vợ. Đây nè anh em. Mình đo từ cái khối đó khoảng nhiêu anh. Xương tàn bên trong bắt một cốt lên bắt đều lắm nha anh em. Rồi tổng thể từ xa cho anh em tham khảo hết cái bộ tàn này anh em. Cái khối nó 40 anh ơi. 40. Loại 1 nha anh em. Loại 1. Đây. Nút nụ nè anh em. Hoành thân nó 20. 20 hoành. Đây. Cái này là nằm giá loại 1. Loại 1 nhắc giá lại cái luôn vào cho anh em. À loại 1 450 anh em ơi. 450 bao lửa phải không anh? Bao lửa, thoải mái. Rồi, bao lửa trên một clip hay sao anh? Bao lửa trên một clip. Rồi, một clip mình là bao nhiêu gốc anh nói lại luôn anh. Ha. Đây. Mấy cái nút này anh em. Clip 130 cây. 130 cây. Rồi. Tùy theo clip, clip 250 cũng có nữa. Rồi. Cho anh em lựa nữa cho đó. Rồi đây là cái cây loại 1 luôn nha anh em. Chiều cao nó khoảng nhiêu mà đứng cho thử anh vào. Chiều cao cỡ 1m6 anh ơi. 1m6, tán ngang khoảng nhiêu anh? Đây. Tán ngang 1m5. 1m5. Cái này là mình có con tàn nhẹ rồi hả anh vào? Có con tàn nhẹ rồi anh em ơi. Rồi. Rồi cái này là anh chưa khai thác đế, mô đế luôn cho anh em. Đây để mô nè. Ở dưới đây nó cuộn thấy ghê lắm. Dạ. Môi trực tiếp lên cho anh em xem nha, dễ nha. Còn này ảnh bao cho anh em môi đế coi thoải mái mà. Thoải mái. Rồi mình đo thử cũ nó khoảng nhiêu hả anh vào? 35 mấy cả nhà ơi. Rồi mình sẽ quay cho anh em một vòng lên trên nha. Cây cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Này anh có con nhẹ bù tàn rồi. Bao gửi cho anh em. Cái này là. Rồi tiếp theo anh em. Cái này loại mấy anh vào? Cái này loại 1 anh em ơi. Loại 1 ha. Dạ. Rồi e bộ tàn ôm thử bộ tàn luôn cái anh vào. Rồi mình quay xuống dưới cho anh em xem nha. Cái cũ nè anh em. Trồng ngô hết á anh vào. Trồng ngô đa số là trồng ngô 100%. Rồi mình quay cho anh em cận nè, mấy cái mô nè. Ảnh trồng lên mô cao vậy nè anh em. Rồi mình moi xuống chút xíu đó anh, cho anh em xem lên. Rồi mình đo thử thông số luôn anh vào. Xương tàn hay bắt khích anh em ơi. Khích dịch nè, từ dưới đế lên chừng tất anh em. Nó ra bung ra cái bộ tàn đều đẹp vậy nè. Rồi mình đo thử cái hoành đi anh. Đây. Xương tàn ở đây anh em. Hoành cây nó 21. 21 rồi, cái cũ luôn anh. Nhiêu anh? Cũ với 32. 32. Giờ mình sẽ gỡ cho anh em một vòng để anh em xem lại cái vườn này nha. Đây anh em. Anh em nên lựa những cái cây nó lớn tàn này nè. Đế đều đẹp. Để cho mình về mình trồng. Chứ thứ hai là dù anh em mua bán lại thì mình phải xuống vườn mình xem rồi. Em mình khuyên anh em nên vậy. Để mình xem thảo cho nó chi tiết hơn. Đặc biệt những cái lô này thì nó có đế hết nha anh em. Ảnh bao cho anh em là 100% có đế đầy đủ hết. Rồi sẽ quay cận cho anh em xem nha. Một clip vậy thì có cái clip nhiều clip ít anh em ơi. Mình lựa thoải mái. Nên mình cứ yên tâm cái chuyện mà mình giao lưu với anh Giàu nha. Rồi anh Giàu ơi, giờ mình nhắc lại với anh em là cái vườn mình là bao nhiêu ngàn gốc anh Giàu? Vườn của em là 3.000 gốc. 3.000 gốc hả anh? Rồi mình giao lưu mấy loại anh? 3 loại. Rồi mình nhắc lại luôn anh. Loại 1 là 450. Rồi hoành giao lưu nhiêu anh? Hoành từ 16 cho tới 22, 24 tùy theo. Rồi còn loại 2 anh? Loại 2 là từ 14 cho tới 15. Rồi loại 3 anh?
Loại 3 từ 11 tới 12. Rồi, là mình nhắc lại với anh em là giá từng loại luôn anh, để anh em tiện cho luôn anh. Cái loại 1 là giá 450. Rồi. Còn cái loại 2 là 350. Rồi. Loại 3 đó là 250. Rồi, cái loại 3 là chiếm vườn mình khoảng nhiêu phần trăm anh? Cái loại 3 thì thấy ít chứ không có nhiều ít anh ha. Dạ. Rồi em muốn mua solo clip về là giá sao anh Dậu? Thì muốn solo này thì em bán giá 350. 350, solo hết là 350 nha anh em. Rồi mình hỗ trợ anh em cái gì anh Dậu? Hỗ trợ anh em bứng ra tới xe cho anh em. Rồi, bứng hỗ trợ chỉ là bứng ra tới xe thôi ha anh Dậu. Rồi. Rồi, anh em nào thích thiện chí mình cứ liên hệ trực tiếp với anh Dậu nha. Qua số điện thoại ở phần tiêu đề. Đây là toàn bộ khu vườn của anh đây. Mình sẽ quay cho anh em. Còn mình khuyên anh em nào mình mua mình nên xuống thực tế mình xem. Nhìn qua cái màn hình điện thoại nó không có bằng khi anh em xuống thực tế nha.